Xin chào các bạn, mình tên là Saku. Mình đã học tiếng Việt gần 2 năm ở bên Nhật Bản. Tiếng Việt rất khó, nhưng cũng thú vị. Các bạn học tiếng Nhật như thế nào? Có khó không? Sau đây, mình xin giới thiệu về cách học tiếng Việt của mình. 皆さんの日本語勉強方法と何が違うか比較して見てみてくださいね。 OK, bắt đầu thôi!Thứ nhất là nghe tiếng Việt thật nhiều. Mình đã nghe tiếng Việt thật nhiều thông qua các video trên YouTube. Có một mèo nhỏ đó là mình sẽ tra trên YouTube bằng tiếng Việt, không phải bằng tiếng Nhật. Vì khi tra tiếng Việt thì sẽ có thể tìm được kênh của người Việt. Ví dụ, mình thường tra khách làm bánh xèo ngon, khách làm phở,tình hình COVID Việt Nam, v.v. 皆さんは日本語を勉強しているので、日本人の YouTube を見てみたらいかがでしょうか。おすすめのチャンネルを載せとくので、ぜひ見てください。Thứ hai là đọc báo. Mình đã đọc báo hàng ngày trên No Hacker News. Tiếng Việt trong đó rất khó, nhưng mình có thể học được từ vựng.Và ngữ pháp. Hơn nữa, mình có thể hiểu được nhiều thông tin. 日本語を勉強している皆さん、もし日本語で新聞を読みたければ、こちらにおすすめの記事を貼っておくので、ぜひ見てください。Em, bạn chưa muốn lấy chồng. Thứ ba, mình thường nghe bài hát và xem anime bằng tiếng Việt. Nhờ đó, việc học tiếng Việt trở nên thú vị hơn.コンビニャンちゃん。今から最近人気の日本の歌手そしてアニメを紹介したいと思います。1. あいみょん。 2. 星野源。 3. 夜遊び。アニメは 1. コナン。 2. 呪術廻戦。 3. 進撃の巨人。これらがすごく有名なのでぜひ見てみてください。Chị oh no 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 no, chị bay đi đâu, ông mặt trời mùi dây. Chuga, chuga eta. Thứ tư là mình thường xuyên đến các nơi mà có thể giao lưu với người Việt Nam. Ví dụ, mình đi làm việc ở nơi có người Việt Nam, đi ăn cơm ở quán món ăn Việt Nam, đi chơi ở lễ hội Việt Nam.Đi thăm chùa Việt Nam tại Nhật Bản. Ở những nơi đó, mình có rất nhiều cơ hội để nói chuyện với người Việt Nam. Mình rất vui. Trên đây là cách học tiếng Việt của mình. Các bạn thấy như thế nào? これは私のベトナム語学習方法です。皆さんが日本語を勉強するときと同じでしたか?皆さんが日本語を勉強するときのようにベトナム語もすごく難しいけれどとても面白いです。これからズンモリで一緒に日本語学習を頑張りましょう。じゃあ各番ビデオティップよね。バイバイ。